Xin đề nghị bà con đang ngồi lên trên ạ. Xin mời anh Tuấn, anh Thắng lên ngồi hàng ghế trên ạ. Vâng vâng. Mời các đồng chí thủ trưởng phòng của Bộ Chỉ huy ngồi lên hàng ghế trên. Đây là đề nghị đồng chí mời vào trường quân sự thôi. Đề nghị các đồng chí mời bà con công dân ngồi từ hàng trên ngồi xuống. Đang sắp xếp trên, các bà con ngồi dọn trên, đang nhanh chóng khẩn trương tập hợp mà có tí nó mưa thế là lại ướt. Những người đến cách ly mời đồng chí tổ chức chia tay để cho họ về với gia đình. Trong số các công dân được đến cách ly từ ngày mùng 3 đến ngày 18 tháng 3 đến nay thì là 100% số công dân đến cách ly là sức khỏe tốt, không có người nào bị nhiễm virus corona COVID-19. Đấy là điều đáng mừng. Anh bà con cứ ngồi rộng rãi cho thoải mái, ngồi trên chỗ đấy, cái hàng ghế ngoài cùng nữa này. Như vậy là cả đơn vị và những người được cách ly là đều được bảo đảm an toàn. Xin đề nghị các đồng chí mà phóng viên tác nghiệp sức khỏe các đồng chí khác còn lại thì chúng ta ngồi ổn định mấy cái hàng ghế dưới, chúng ta không đứng giải rác, không đứng để bên ngoài. Họ đang tổ chức bố trí sắp xếp để nói chuyện. Thủ trưởng đồng chí thì chúng ta được tiến hành làm việc ở phía ngoài, vào ở phía ngoài xa là các xe để thông báo về chương trình đón làm việc hôm nay công dân về với gia đình. Rất nhiều ô tô tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu để ban đạo phòng chống dịch Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện. Đây là kính mời Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu ý kiến. Ba là đại diện cho bà con công dân phát biểu ý kiến. Bốn là tiến hành trao giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cách ly cho Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp để trao giấy. Thứ năm là sẽ điều hành bà con lên xe về địa phương, cũng như là đưa một số bà con ra bến xe trung tâm thành phố để chờ quân sự trên điều hành. Và cuối cùng là tiến hành các cái nội dung là theo kế hoạch, như là khử tiêu độc, khử trùng, khử khuẩn, rồi thì là vệ sinh cái dây trại để chuẩn bị cho cái tiếp nhận cái đợt tới. Đó là về cái chương trình buổi làm việc hôm nay. Chương trình tổ chức đang được tiến hành bắt đầu. Tất cả bà con ta là cũng ngồi để thoải mái thôi, nhưng mà chúng ta cũng nghiêm túc để tránh đi lại, tránh nói chuyện. Kính thưa Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể bà con công dân cùng toàn thể các đồng chí, căn cứ kế hoạch 1018 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc bổ sung tiếp nhận giám sát dịch bệnh đối với công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch COVID-19 về Việt Nam. Căn cứ kế hoạch số 51 ngày 5 tháng 2 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình về việc bảo đảm tiếp nhận giám sát dịch bệnh đối với công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 về Hòa Bình. Căn cứ công văn số 1228 ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phối hợp tiếp nhận người đủ điều kiện về cách ly dịch COVID-19 tại địa phương. Được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình giao, hôm nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Hòa Bình phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Công an thành phố Hòa Bình tổ chức gặp mặt, trao giấy chứng nhận cho bà con công dân đã hoàn thành thời gian cách ly dịch COVID-19 tại trường quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đến dự và chỉ đạo, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đại tá Quách Đăng Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Vũ Hải Linh, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Kiều Đình Huy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu đại diện cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí y bác sĩ của Sở Y tế, của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các đồng chí cán bộ chiến sĩ của cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, của trường Quân sự tỉnh, của Công an thành phố, Công an tỉnh Hòa Bình, các đồng chí phóng viên báo đài của Trung ương và địa phương, cùng sự có mặt của 106 bà con công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về lưu trú tại trường quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. Một lần nữa, đề nghị công chí nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời thủ trưởng. Kính thưa đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa 106 là các anh các chị và các bạn đến từ 29 tỉnh thành phố trong cả nước. Sau 14 ngày thực hiện việc cách ly, hôm nay 106 công dân đến từ 29 tỉnh thành phố trong cả nước đã hoàn thành việc cách ly theo sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế và chính quyền địa phương tại trường quân sự tỉnh Hòa Bình. Được sự ủy quyền của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, hôm nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an thành phố Hòa Bình và các cơ quan chức năng tổ chức công nhận và chia tay các bạn về với địa phương. Trước hết là xin nhiệt liệt chúc mừng 106 là các anh các chị và các bạn trẻ, và đặc biệt hôm nay chúng tôi rất cảm động, trong số 106 là cũng có rất nhiều các cháu bé rất nhỏ cùng tham gia cách ly trong 14 ngày tại trường quân sự tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng tại trường quân sự tỉnh Hòa Bình. Và chúng tôi cũng cảm nhận sâu sắc những lời tâm sự đầy tâm huyết, đầy tình cảm của các bạn đã gửi lại cho các cuốn sổ nhật ký gửi lại ở trường quân sự. Và chúng tôi quay đó là những lời động viên tinh thần vô cùng quý báu để chúng tôi tiếp bước những công việc tiếp theo. Kính thưa toàn thể các đồng chí và các bạn, tính đến thời điểm hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới đã có 162 quốc gia và vùng lãnh thổ có người dương tính với COVID-19 và có trên 182.000 người mắc, có trên 7.000 ca tử vong, trong đó Trung Quốc là trên 80.000 người mắc và trên 33.000 ca tử vong. 161 quốc gia khác có trên 101 ca mắc và có trên gần 4.000 ca tử vong. Riêng tại Việt Nam, đến ngày hôm qua là có 66 người dương tính với COVID-19 và trong đó là có 16 ca đã chữa khỏi, có 50 ca đang cách ly tập trung tại các cơ sở y tế, 18 ca là người nước ngoài, 32 ca là người Việt Nam. Riêng tại tỉnh Hòa Bình thì cách ly tập trung là gồm có 159 người, trong đó tại trường quân sự tỉnh Hòa Bình 106 ca, bệnh viện tỉnh, trung tâm y tế cấp huyện là 53 ca và đã khỏi 29, còn lại 24.
cách ly tại nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 156 ca. Thế như vậy, thông qua những số liệu đó thì chúng ta thấy rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Và trong số này, chúng ta cũng tự hào với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, của cấp ủy chính quyền, các địa phương và sự cộng đồng của toàn dân. Việc kiềm chế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, chúng ta so với các nước trên thế giới có tính khả quan hơn. Trước khi các bạn về với địa phương, chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn về những khó khăn mà các bạn đã phải trải qua trong 14 ngày tại trường quân sự tỉnh Hòa Bình. Và có lẽ là trong mỗi chúng ta không ai muốn như này, đúng không ạ? Không ai muốn phải 14 ngày cách ly này. Nhưng do tình hình dịch bệnh nó diễn biến rất là phức tạp, nó lan rộng trên toàn thế giới, thì để đảm bảo để chiến thắng dịch bệnh theo như lời kêu gọi của Thủ tướng phủ, chống dịch như chống giặc, thì mọi công dân Việt Nam chúng ta phải chấp hành. Và chúng tôi cũng mong muốn là đề nghị với các bạn cũng chia sẻ với những khó khăn về điều kiện nơi ăn ở, nơi sinh hoạt, công tác phục vụ của trường quân sự tỉnh Hòa Bình nói riêng, của các cơ quan ban ngành của tỉnh Hòa Bình nói chung. Có nhiều mặt cũng còn khó khăn và thiếu thốn. Mong các bạn hết sức chia sẻ và thông cảm cho tỉnh Hòa Bình. Trước khi về với địa phương, thì chúng tôi xin được có một số mong muốn. Thứ nhất, đề nghị các bạn tiếp tục làm tốt công tác phòng dịch, chăm lo giữ gìn sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng dân cư. Thứ hai là nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương nơi sở tại. Thứ ba, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, khu cộng đồng dân cư, nơi cơ quan công tác để làm tốt công tác phòng dịch chung với cả nước. Thứ tư là tiếp tục để học tập, công tác thật tốt và phấn đấu đạt được những ước mơ, những nguyện vọng và những dự định các bạn đã đặt ra. Cũng mong muốn các bạn là thường xuyên giữ mối liên hệ với trường quân sự tỉnh Hòa Bình, với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình để thông tin kịp thời với những việc mà các bạn cần chia sẻ. Hôm qua đây thì qua các bạn cho chúng tôi gửi lời thăm hỏi đến toàn thể gia đình của các bạn ở địa phương. Về lãnh đạo chỉ huy đơn vị, là đối với trường quân sự tiếp tục làm tốt công tác tổng dọn vệ sinh nhà trường, củng cố cơ sở vật chất đơn vị và làm tốt mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh Hòa Bình, sở y tế, công an tỉnh, trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hòa Bình, các sở ban ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp để hoàn thành 14 ngày việc cách ly của công dân tại trường quân sự tỉnh Hòa Bình. Xin biểu dương các lực lượng đã thực hiện tốt nhiệm vụ giao. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các bạn sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn cục trưởng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Hà Thị Hường đại diện cho 106 bà con công dân lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Cô áo trắng đại diện cho những người công dân đến cách ly để lên phát biểu ý kiến. Lần đầu tiên tôi xin gửi lời chào thân trọng nhất tới các đồng chí lãnh đạo
thủ trưởng các cơ quan ban ngành và các đồng chí bộ đội cụ Hồ nơi đây cùng toàn thể mọi người. Tôi không biết là nên là nói là vinh dự hay đơn giản là lời rất vui khi được thay mặt cho toàn thể các cô chú bạn và các em có mặt tại đây và về cuộc cách ly cùng tôi tại trường quân sự tỉnh Hòa Bình để có mặt ở đây. Trước đây thì tôi xin nói lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng và Nhà nước đã có chính sách phù hợp để đối phó với dịch bệnh toàn cầu COVID-19, bảo vệ bình an cho Tổ quốc. Đồng cảm ơn các chú bộ đội nơi đây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Sau là được nói lời cảm nhận của tôi và có lẽ cũng là lời cảm nhận của những người về cách ly nơi đây. Chỉ 14 ngày thôi nhưng nó để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc và rất là cái cảm xúc nó không biết nói là rất một là cô gái đang phát biểu cảm tưởng. Có lẽ lần này dù có đi đâu đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên nơi đây. Cô ấy rất là xúc động khi được chăm sóc. 2020, chuyến bay VN420 đã được hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Lần hạ cánh này phải đợi khá lâu mới được ra khỏi máy bay nhưng toàn đoàn ai cũng vui vẻ và cả máy bay cứ rộn ràng câu nói về tới nhà rồi, tổ quốc đây rồi. Thực ra thì nhà cách đây cách sân bay Vân Đồn đến gần 300 km. Lần này chúng tôi về không có sự chào đón hân hoan của gia đình mà là sự chào đón chu đáo cẩn thận của Đảng và Nhà nước, của các chú bộ đội. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục nhập cảnh, tôi là rất là xúc động. Cách ly tại trường quân sự tỉnh Hòa Bình. Khi đó cả đoàn ai cũng mệt mỏi vì chuyến bay dài, lại thêm trời đêm mưa như chút nước. Các bác lái xe cũng căng não và mệt mỏi lắm nhưng bác đã hoàn thành nhiệm vụ đưa cả đoàn về nơi tập kết an toàn. Chúng tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ cách ly 14 ngày từ ngày 4 tháng 3 năm 2020 đến ngày 18 tháng 3 năm 2020. Ngày đầu thực sự là khó khăn và khó thích nghi vì trời lạnh và cái lạnh thì chắc hoàn toàn với xứ Hàn, nhưng cũng chưa quen nơi đây. Bên cạnh đó lại thiếu nước nóng, mọi người ai cũng kêu cặp chú bộ đội nào cũng xin cái này cái kia và mọi thứ đã được khắc phục vào ngày hôm sau. Đơn vị đã cấp cho không thiếu một cái gì, để có thể nói là như ở nhà với mẹ. Tức là sau quen, chú bộ đội nơi đây vô cùng thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ những người con xa xứ trở về đây cùng nhau tránh sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. 14 ngày, ngày nào cũng như ngày nào, sáng 7 giờ ăn sáng, 8 giờ kiểm tra nhiệt độ, 11 giờ ăn trưa, 16 giờ kiểm tra nhiệt độ, 17 giờ ăn tối. Chúng tôi được cung cấp các bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Ở đây ai cũng thân thiện, nhiệt tình, chân thành, sống với nhau như một gia đình. Tôi đã hỏi dò các đơn vị và các chi khác mới biết rằng bộ đội cụ Hồ nơi đâu cũng như nhau. Thực sự có rất nhiều lời muốn nói ở đây nhưng có thời gian không cho phép nên tôi... lời cuối cùng một lần nữa tôi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng và Nhà nước. Đồng cảm ơn toàn đơn vị đang đóng quân nơi đây và các y bác sĩ luôn tận tình chăm sóc chúng tôi. Qua đây tôi cũng xin nhắn gửi lời tới tất cả người con đất Việt, bao nhiêu giặc ngoại xâm đã bị chúng ta đánh đuổi vì tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Thì bây giờ đây là giặc mang tên COVID-19, không lý vì chúng ta không đồng lòng chúng ta góp sức đánh đuổi bảo vệ Tổ quốc. Tôi yêu Việt Nam. Cô phát biểu rất hay và rất xúc động. Vâng, xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu của đồng chí đại diện cho 106 bà con công dân. Tiếp theo chương trình là phần trao giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cách ly. Phần tiếp theo là trao giấy chứng nhận nội dung này, hoàn thành thời gian cách ly. Xin phổ biến hướng dẫn cái cách thức như này. Tôi xin trân trọng mời xin mời thủ trưởng bộ đội sự tỉnh và lại giám đốc của trung tâm kiểm soát bệnh lên trao giấy chứng nhận cho các đồng chí phục vụ để theo cái kế hoạch. Thì đề nghị như này, khi đọc tên đến bà con nào đấy, anh chị em nào thì các đồng chí nhanh chóng lại gọi lên đây để chúng ta nhận giấy chứng nhận thì phải kiểm tra xem là cái giấy đấy có đúng với tên của mình không.
đấy là lưu ý cái nhất. Cái thứ hai là sau đó nhận xong thì các đồng chí là các bà con là sẽ đến cái bàn ngay bên cạnh lấy ký, để rất điểm ký được ghi rõ họ tên của mình vào. Đấy, xong đó là ta quay trở về lấy đồ và sẽ ta ô tô để về địa phương. Đấy, còn riêng các đồng chí là 20 đồng chí đấy, chúng ta đi ra bến xe trung tâm thành phố thì đề nghị chúng ta ra cái xe tiền đỏ ngay đây, đứng tại trung tâm. Đấy thì phải là hai chuyến, một chuyến thì chắc là cũng là không hết được. Đấy, còn các đồng chí bố trí xe rồi thì là như thế. Thì đề nghị là sau đây thì xin trân trọng kính mời thủ trưởng Vũ Hải Linh, đồng chí giám đốc trung tâm y tế tiến hành trao, mời đồng chí lên đọc cái danh sách. Xin chào mời. Tiếp theo là phần trao giấy chứng nhận cách ly. Về phương pháp là tôi đọc một tên và đơn vị cấp huyện cấp tỉnh. Một, Ngô Văn Diêm, Kim Động, Hưng Yên. Có một người Hưng Yên. Hai, Phạm Thế Tích, Thanh Oai, Hà Nội. Ba, Nguyễn Gia Quyền, Trương Mỹ, Hà Nội. Bốn, Lê Thị Trang, Cầu Giấy, Hà Nội. Cầu Giấy. Người Hà Nội về đây cách ly rất đông. Năm, Dương Huyền Anh, Hoàng Mai, Hà Nội. Sáu, Bùi Văn Tú, Đan Phượng, Hà Nội. Bảy, Nguyễn Hoàng Thục Anh, Đan Phượng, Hà Nội. Tám, Bùi Văn Hảo, Đan Phượng, Hà Nội. Chín, Nguyễn Thị Duyên, Thái Hòa, Nghệ An. Huyền, Nghi Lộc, Nghệ An. 11, Nguyễn Hoàng Dương, Nghi Lộc, Nghệ An. 12, Nguyễn Hồng Sơn, Nghi Lộc, Nghệ An. 13, Lưu Hà My, Nghi Lộc, Nghệ An.